Trung Quốc nói Đức Đạt Lai Lạt Ma có động cơ nguy hiểm sau khi ông gặp ngôi sao nhạc pop Lady Gaga ở Mỹ. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Lưu Vong có mặt tại hội nghị các thị trường Mỹ và đã nói chuyện với Lady Gaga. Cô đã đăng ảnh và video về cuộc gặp ở Indianapolis. Hai nhân vật này đã nói về lòng tốt của con người và lòng từ bi. Tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói người dân và chính phủ Trung Quốc không vui về cuộc gặp. Ông nói, mới đây Trung Quốc đã nhắc lại lập trường về ông Đạt Lai Lạt Ma là một loại người gì. Những chuyến thăm và hoạt động quốc tế của ông ta chỉ nhằm thúc đẩy đề xuất của ông ta về Tây Tạng độc lập. Chúng tôi hy vọng mọi người trong cộng đồng quốc tế nhận thức đầy đủ về bản chất thật của ông ta. Các công dân Trung Quốc đã bày tỏ phẫn nộ trên Internet về cuộc gặp, lên án Lady Gaga là người được nhiều thanh niên Trung Quốc biết đến. Nhiều nghệ sĩ nước ngoài đã bị đưa vào danh sách đen của Trung Quốc do có những cuộc gặp tương tự với nhà lãnh đạo tinh thần. Trung Quốc coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật ly khai nguy hiểm. Hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã lên án cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Obama. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói ông không yêu cầu Tây Tạng được độc lập khỏi Trung Quốc, mà chỉ đòi có quyền tự chủ nhiều hơn. Đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ trung ương Trung Quốc đã dừng lại hồi năm 2010. Tây Tạng đã tái bầu vị thủ tướng của chính phủ Lưu Vong hồi tháng 5 và họ vẫn hy vọng cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc trao cho Tây Tạng nhiều quyền tự chủ hơn có thể được nối lại.